Chào mừng anh em trở lại channel của Kiều nha. Thì hôm nay tôi sẽ ghi lại một cái sự làm video ghi lại cái sự kiện khoảnh khắc lịch sử của anh em ạ. Và hôm nay sẽ gửi đến cho anh em những cái trận đấu hay và hấp dẫn bên cụm Hàn Xẻng nha. Hôm nay là cụm Hàn Xẻng đánh vào trận chung kết của vòng chung kết của PP đấu trường thế giới rồi, toàn trận hay thôi. Hôm nay sẽ gửi cho anh em những trận đấu cực kỳ hấp dẫn của chú xanh và Siki các thứ anh em nhá. Trước đó chúng ta sẽ đến với sự kiện khoảnh khắc lịch sử. Đây. Tham lép and head ended đã kết thúc vòng thi đấu thứ hai. Đã kết thúc vòng thi đấu thứ hai anh em nhá. Và đã được đạt được top 1 lần đầu tiên ở châu Âu. Đây là cụm, nếu mà anh em nào chưa biết cái cụm này đua top như thế nào đấy thì có thể xem lại cái clip đua top xanh hai lần trước của tôi nhá. Lần trước của tôi cụm này đua top cực khét. Cái đợt đầu đợt số 1 ấy thì điểm top của người chơi là 16.000, top 1 là 16.500 điểm. Đợt này là top 1 là 10, top 1 chính là Ắc Siết Hoàng được 13.050 điểm anh em nhá. Đây chính là vua hải tặc này đây. Vua hải tặc này là được 13.500 điểm. Và chúng ta sẽ đi review phần thưởng top 1 xem có cái gì anh em ơi. Xanh tóc đỏ là nó phải làm vua. Xanh tóc đỏ là phải làm vua anh em nhá. Đây phần thưởng ranking top 1. Đó, chúng ta sẽ được cái gì? Cả lêm. Úi giời, ui, đây chính là phần thưởng top 1 anh em ạ. Phần thưởng top 1 thì cũng giống như ở Việt Nam thôi, cũng không khác gì mấy, không khác gì. 10k run tím, 10 đá chuyển support, 40 đá chuyển support, 40 XP, 10k đá tím và 1.000 bè gỗ. Quan trọng đây, phần thưởng có 250 cái, tổng cộng mình có 350 nhá. Cái này là 250 cái quả kèo này. Quả kèo gồm nó xanh, bố và ta, ông dồi ôi, sở hữu 3 con truyền kỳ ngon nhất thời điểm hiện tại nha. Nhấn mạnh là ngon nhất thời điểm hiện tại. Đây là 3 con truyền kỳ ngon nhất thời điểm hiện tại. Hiệp thật, chúng ta sẽ đi xem nha. Xem, ủa, tướng mới ở vòng 2 này. Thì hiện tại bên EU nó chưa ra tướng mới nha bạn. Thì lại quay lại Kaido Tứ Hoàng à. Ủa, quay lại Kaido Yangeli này. Để Gear 4 đây này, Gear 5 biểu tượng của game này. Thì reset đúng không? Mới đầu reset này. Quả kèo reset thì lại như cũ thôi, mắc tất cả anh em nhá. Mắc tất cả mọi thứ trên cái cuộc đời này. Được chưa? Phải mắc tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Chúng ta lại chuẩn bị một hành trình đua top mới. Anh em nhớ, anh em mới chơi nhớ tôi nhá. Dồn toàn bộ kim cương là mua quả kèo vé hạng giờ này, mua hàng tuần luôn. Ưu tiên số 1 là thẻ hạng vé hạng giờ em nhá. Tất cả các cái thứ khác không ưu tiên bằng cái vé hạng giờ này. Tất cả các kim cương ưu tiên vé hạng giờ này là số 1. Vì sao? Vì anh em phải biết rồi đấy, cái game này chất tướng mới là quan trọng nhá. Chất tướng quan trọng thì phần thưởng đây. Rồi, ôi, nó khét, ta nói nó khét nẹt anh em ạ. Nhìn lại một lần nữa nhá. Phần thưởng khét chưa? Và ép được thêm tí hồn ý không? Chưa đủ đá. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với những cái trận đấu cực kỳ kinh điển của ngày hôm nay nhá anh em nhá. Let's go. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trận đầu tiên của bên Hàn Xẻng nhá. Trận này thể hiện sức mạnh của thần mặt trời Nika này. Ok, đây, thần mặt trời Nika. Lâu lắm rồi mới thấy cái thần mặt trời Nika ra sân anh em ạ. Lâu lắm rồi tôi mới thấy sự xuất hiện của thần mặt trời Nika Luffy anh em nhá. 58 crit rate này, 272 sát thương bạo kích này, 108 attack này. Đây chúng ta sẽ xem luôn cái quả kèo thần mặt trời Nika này. Đây là 8.640.000. Team này có sở hữu Siki nhưng mà trận này Siki không tiêu biểu lắm. Tí tôi sẽ gửi thêm một trận Siki tiêu biểu nhá. Và team chính của ông này là 7.900.000. Sở hữu dàn tướng cực khủng. Anh trai Zoro mắc gần mắc kỹ năng SP đây. Rồi, cũng gần mắc kỹ năng SP luôn, chơi full bộ đồ trắng này. Thì bây giờ chúng ta cũng xem luôn nhá anh em nhá. Đến luôn trận đấu của thần mặt trời Nika này anh em ơi. Let's go. A few moments later. Đây anh em ơi. Team chính của bên người chơi anh Hàn Giai Hàn Xẻng ở bên tay phải nhá. Là sở hữu con Zoro Onigashima gần mắc kỹ năng SP. Là team này cũng gần như là mắc kỹ năng SP rồi anh em nhá. 7.900.000. Gặp team phụ này cũng là đang là 7 triệu, tầm 7.900.000 đây. Hai team đang cân. Nhưng mà chất tướng ở bên tay trái của anh Hàn Xẻng tay trái thì thua. Sở hữu Siki. Siki cũng trên chục điểm kỹ năng SP rồi anh em nhá. Để xem anh trai Zoro trong vòng mấy round có thể hạ gục team bên kia nào. Team sau meta và team trước meta
Đây là team này, team đại diện cho bộ trước beta này, đúng team cũ ở Việt Nam luôn này. Còn đây team này team mới, thế giới mới đại diện team beta mới này. Luffy Game 4. Một con tướng cực kỳ hot ở bên cụm hàn xẻng. Úi dồi ôi, 4.4 triệu đấm theo phần trăm máu này. Còn đây là Uta. Shiki chỉ trách mình sinh nhầm thời thôi. Còn lại là anh vẫn quá khỏe. Đây Q tôi đi đây. Moja Tanomure 3.7 triệu thôi. Úi dồi ôi, mà đã cắt tiếc là Weevil và Perona rồi. 1 triệu. Úi dồi ôi, sao đam được tiêu thế anh dồi ôi. Còn đây là siêu tướng Yang Rayleigh, cũng chỉ được 1.6 triệu thôi. Anh em để ý con Shiki đang bị ăn ấn bất động của người ta, không thể di chuyển. Ấn cực kỳ khó chịu, kéo dài một round mà không thể thanh tẩy. Gần như là Uta đi trước, nó sẽ át một cái ấn đấy vào con tướng tấn, tôi nhớ không nhầm là con tướng tấn công cao nhất ở bên đội mình thì phải. Lực tấn công cao nhất bên đội mình thì phải. Gần như cùng round ulti với cả Uta là không chơi đây. Chiêu một của con Shiki ấy thì sau khi nó kích hoạt liên kích hoàn hảo thì cái lượng sát thương gây ra sẽ lớn hơn anh em nhá. Tính ra thì Shiki cũng chỉ có 40% liên kích thôi nếu mà mắc FP. Nên là tỷ lệ liên kích còn thấp hơn cả liên kích. Nhưng mà trong nội tại là chiêu đầu không liên kích thì chiêu sau chắc chắn nó sẽ liên kích. Đấy, nhìn chưa? Em nhớ ulti của Shiki mà không liên kích ấy, gần như sát thương khá là nhỏ, nếu mà không muốn nói là cực nhỏ. Nếu mà không muốn nói là cực kỳ nhỏ nhá. Marco à, Marco này. 2.4 triệu. Đấy, 5.1 triệu anh em nhìn chưa. Vừa nãy là chiêu vừa rồi là chiêu ulti của con Shiki nó không liên kích, nên là theo đúng như cái nội tại của nó thì hình như là chiêu sau của nó là chắc chắn là sẽ liên kích. Chiêu 1 của Shiki cũng là khá là đau đấy anh em ạ. Vua sư tử Shiki sinh nhầm thời. Sinh nhầm thời với Gear 4, sinh nhầm thời với cả Yang Lily. Thậm chí có còn CP0 cũng khá dị. CP0 cũng khá dị nhá. Anh em nào là fan của Hải Quân có thể chơi hoàn toàn chơi CP0 được. Còn CP0 spam multi hơi bị khỏe luôn. Ôi, Zoro trận này sát thương thấp thế nhỉ. Đồng ý là ăn một đống giảm công vào mõm rồi, nhưng mà không nghĩ là lượng sát thương lại thấp như vậy. Đùa này. Shiki vẫn đang thể hiện cái độ trâu của mình các bạn. Phải nói là Shiki trâu đấy. Tôi khẳng định là Shiki trâu. So với Yamato nó trâu hơn rất nhiều. Này thì trâu đánh lâu cũng chết. Đây bây giờ sẽ là Gear 5. Một like và đăng ký kênh để ủng hộ anh Luffy Gear 5 ngày mai, lâu lắm thế ra sân này. Thấy con game gì nhỉ, con game Gomu huyền thoại bây giờ hình như là đang ra con Luffy Gear 5 rồi thì phải. 2 triệu vẫn được kinh chàng này, kinh chàng để hàng đầu luôn nhá. Đấy, con Luffy Gear 4 này ấy thì nó phải kết hợp với Uta này thì mới đúng là chuẩn bài anh em ạ. Thì nó sẽ không bị trùng mất cái nội tại xe sát thương, cái nội tại chia sẻ sát thương của Marco và Luffy Gear 4 bị trùng nhau. Nên là dẫn đến là khi mà hai con trong sân ấy thì nó sẽ dồn hết lượng sát thương chia sẻ về con Gear 4 anh em ạ. Tôi đã test rồi, nó không dồn được con Marco mà lại dồn được con Gear 4. Còn đây là Uta nhá. 4.3 triệu hồi 4.3 triệu má bóng. Còn đây là một đấm của thần mặt trời Nika, 6.2 triệu khá đau. Thì team bên anh của anh sở hữu Nika Luffy thì hơn ông sở hữu Zoro là tầm đâu đó là 500k lực chiến. Còn đây là kinh sằng, chưa bị ăn giảm công nhá, đam khá yếu. Về sau gặp mấy con da dày này thì đam khá yếu. Uta khi mắc cái đăng SP là trước khi chả cần mắc cái đăng SP. Cái chu số 2 nó khi lên điểm cái đăng SP số 2 là sẽ tự hoàn toàn giải hướng trước khi hành động. Đấy anh em nhìn chưa. Đây, Luffy Gear 4 đang xe, đang chia sẻ sát thương với King. Đấy, cái nội tại đấy là bị trùng với con Marco đấy anh em ạ. Thế nên là khi Gear 4 này kết hợp với Marco thì sẽ không tạo thành một bộ đôi hoàn hảo được. Cho đến khi Uta xuất hiện. Nói là không kết hợp hoàn hảo được nhưng mà nó vẫn cực mạnh nhá. Nói là không kết hợp hoàn hảo thôi vì nó trùng mất một nội tại. Mà theo tôi nó cũng không đáng kể quá nhiều. Ok, chỉ điêu mưa tuột xích rồi.
team của anh Hàn Sẻng này ấy, 8.400.000 đấy, thì thực ra vẫn là chỉ là team ở meta cũ thôi, vẫn chỉ là team meta cũ thôi, nhưng mà có con Gear 5 lâu lắm ra sân mà, thì tôi gửi lại cho anh em xem nhá. Tí nữa sẽ có cuộc kèo Siki xịn, Siki xịn xò luôn. Uta này, Uta ulti khá lâu. Nhiều anh em bảo tôi là Uta ulti một phát là hết clip anh em ạ. Kinh nhá, kinh sẵn mắc cái năng HP. Anh Zoro trận này có vẻ yếu sinh lý nhỉ. Tôi vẫn chưa thấy anh ấy thể hiện được nhiều. Mojano Tanomure đây, được rồi, 10.600.000 đây rồi. Sợ nhờ át ấn giảm tốc cho kinh sằng này, cho Uta này. Trừ 10% tốc độ. Xong anh Gear 4 này đang ăn ấn chặn hồi máu của Yangli này. Nhưng mà đấm được quả cân cũng gần 3.300.000, khá đau. Kinh công gan này, 2.300.000. Sợ nhờ. Nhưng Gear 4 sát thương ổn định em ạ. Đấy, Yangli được 2.800.000 này. Sát thương Yangli nhìn chung nó không trâu lắm, mà nó khó chịu anh em ạ. Kinh với kích hoạt nội tại 100% né tránh của mình. Đấy, xe sát thương nhờ. Còn Gear 4 xe sát thương cho mọi người. Một vuốt của Nika, 5.400.000, 2.700.000, thêm một đấm nữa, truy kệ truy sát à, ép đá truy sát, ép đá có Haki truy sát. Luffy Gear 4 nó đấm cho một khả năng hồi máu cho đồng đội nữa. Đây Uta nhá, Uta đi trước này, Uta đi trước để khóa mõm một người. Có tỷ lệ sẽ khóa mõm đây, liên kích này chắc chắn là sẽ khóa mõm người này. Xem nó khóa mõm ai đây. Chưa khóa mõm ai. Thế là mid, quả vừa khóa mõm là mid thì có 80% thì khóa mõm thôi. 6.700.000 này, rồi. Úi rồi ôi, con kia phò kìa. Chết luôn Uta. Úi xồi, vừa mới ăn kinh của công căn, xong giờ lại ăn thêm đám đấm của Gear 5 nữa. Gear 5 anime thế bảo là tầm 18 tập nữa là ra rồi. Đây, Zoro đã chết. Zoro đã chết và sẽ kích hoạt cái nội tại của mình em nhá. Nhưng mà có kịp kích hoạt không? Yangli đây, Yangli có cho chơi không mới là điều quan trọng. Chửi này, vẫn sống, vẫn sống. Ô, còn kinh chẳng nhồi vào nữa. Ôi xồi, hồi Yangli bên kia chết kìa. Trời ôi. Ô Kitano vào ra. Đây. Ulti nhá. Zoro sẽ ulti. Kyutoryu Asurabake. 23.200.000. Ui giời ơi. Ui được chưa? Ui đọc tim buốt. Ui Zoro siêu tướng lật kèo, không chạy đâu được, nhưng mà gặp Nika tắt điện. May kéo lại Nika đấy nhá. Anh em nhìn thấy chưa, chết luôn bốn con bên kia đang đầy máu nhá. Ui xồi ôi, ta nói may mà thần mặt trời kích hoạt nội tại Nika nên không là tím ngắt người của đấy rồi. Khiếp thật sự luôn. Ui rồi ôi Nika này, kinh sằng à, kinh sằng này, chết cả tim luôn. Ui xồi ôi, anh dài Zoro ơi, khiếp thế, khiếp thế anh em ạ. Vẫn chưa hoàn hồn. Nát thật sự. Về sau con tướng Zoro nó khỏe quá anh em ạ. Phải nói hiệp thật đi. Một dọn của Nika. Rồi thôi. Ông chú xanh nhờ, ông chú xanh còn chưa kịp lên kỹ năng SP. Chết tươi anh đạch. Ông chú xanh hình như chưa kỹ năng SP đúng rồi, mới 9 sao thôi. Sau đây thì chúng ta sẽ đến với quả kèo xanh mắc kỹ năng SP nhá, để kỷ niệm cho cái sự kiện mà hôm nay là đặt top 1 của tôi. Chưa. Đây. Đâu. Xem lại có kèo Zoro vừa rồi. Đây nhá, ông này 8.600.000 cơ. 8.600.000. Ông này có 7.900.000, ui thì không phải là hơn thèm kém 500k mà nó kém đến tận 700k anh em ạ, 700k lực chiến thì em Zoro à.
50% thôi, credit đêm 293. Rồi ôi trời ơi anh em ơi, khiếp thế, kinh thật sự đấy. Bây giờ sẽ đến quả kèo xanh của top 1. Đây chính là người chơi top 1 bên Hàn Xẻng anh em nhá. Top 1 Hàn Xẻng. Thấy ông chú xanh thiếu đúng một điểm kỹ năng SP là mắc. Đây là xanh này mạnh nhất thế giới rồi. Xanh này hiện tại đang mạnh nhất thế giới, không ông nào thấy con xanh này. Như này, 10 triệu được chiến, không biết là xem vào Trung Quốc chưa ra xanh. Xem vào Trung Quốc là chưa ra xanh như vậy. Đây, nhưng mà ông này ép thân thể để tránh này, để giảm sát thương của ông chú xanh đi à. Điện chấn này 63 này, 280 này. Tỷ lệ cả bạo kích là 63, sát thương bạo kích là 280 và attack là 240.000 thôi. Hơi thấp tí. Với 10 triệu, 11 triệu lục chiến này hơi thấp tí, tí nhẹ. Zoro này, Sengoku này. Team toàn huyền thoại thôi. Ông này thì được chiến có 8 triệu 6 thôi. 8 triệu 6 thôi anh em ạ, cũng sở hữu thần mật trời Dika. Và anh Jai Zoro, bây giờ chúng ta cũng xem cùng xem ông chú xanh mắc gần mắc kỹ năng HP của top 1 EU thể hiện như thế nào này. Đầu tiên sẽ đi nhanh của kèo này nhá. Ok. Đây là team chính của anh Jai Hàn Xẻng bên tay phải anh em nhá. Sở hữu Nika Luffy 10 con mắt khi đang ăn bên sân này. Nhưng mà team bên trái của anh em chỉ là team phụ của anh Hàn Xẻng top 1 thôi. Chỉ là team phụ anh Hàn Xẻng top 1 thôi. Nika vuốt lần 1 chỉ 2.9, lần 2.5. Không thấm với anh Hàn Xẻng top 1 nhá. Thì lực chiến hai bên hiện tại là đã có sự chênh lệch khá lớn. Khá lớn đấy anh em ạ. Tầm 2 triệu thì phải. Tầm 2 triệu nhá. 2 triệu hoặc hơn một tí. Để xem anh Hàn Xẻng bên tay phải quật ngã team của bên tay trái kiểu gì này. 4 triệu 4 thì con Gear 4 đang quá hot ở bên server. Server Hàn Xẻng nhá. 2 triệu rưỡi này. Sengoku đang vào round 3. Yang Lily vẫn để đứng đầu luôn. Với cái tốc độ ra một tướng một tuần như thế này thì ở bên Việt Nam sẽ còn cách con Yang Lily xem nào. 3 con tướng, 2 con tướng nữa. Nếu mà tính cả con Shiki thì là 3 con. Shiki, Gear 4, CP0 và Yang Lily anh em nhá. Ui. Đây là cái ngày mà Yang Lily ra mắt ở Việt Nam chỉ đến bằng tuần thôi à. Chỉ còn đến bằng tuần nữa thôi. Gear 5. Rồi, ui đâm 4 triệu 8. Đó là con cái đồ này. Rồi 6 triệu 3 thì Yang Lily nhá. Vẫn đầu nhá. Team ông kia là 10 triệu đấy. Team phụ ông kia gần 10 triệu đấy. Trời bố chết tươi rồi. Cắt tiết chết bố luôn. Sợ chưa anh em nhìn Yang Lily chưa? Yang Lily đến hiện tại mới ra hạn beta của Hàn nhá. Beta của Hàn thì chỉ kém beta của Trung. À quên, beta của châu Âu đúng một tướng thôi. Đúng một ngày ra tướng thôi. À đúng, quên, đúng một tuần ra tướng chứ. Không kém nhiều, kém đúng một tuần ra tướng. Khiếp thật. Ôi dồi, Nika vuốt này, tại thì bắt buộc phải hồi sinh một lần. À, thì con Gil cũng nội tại xe sát thương này. Một vả của Sengoku. Sengoku này. Hồi máu vô đi Goku Gil. Ở đây Goku Gil cũng khá trâu đấy. Rồi Jim Flu này 9 triệu 7 từ Jim Flu. Nhưng mà đội bên của anh Giang Sẻng bên phải vẫn đứng vững. Nhưng mà Giang Lê Ly chết rồi à. Hỏng rồi. Giang Lê Ly cũng đã tuột xích rồi anh em ơi. Đây hiệu cùng hiệu ulti đây. Có tỷ lệ trói buộc. Tiếp tục ulti. Sang nào mới rồi. Nhưng mà ulti đi chậm quá. Cái chói buộc nó chỉ kéo dài một round thôi. Nếu mà điều review này ấy mà kết hợp Uta mà đi trước ấy tạo thành bộ đôi chói buộc cực kỳ kinh khủng luôn anh em ạ. Cực kỳ kinh khủng nhá. Nhưng phải đi trước toàn bộ đội bạn thì mới làm được cái điều đấy. Vừa rồi là pha kết liễu con tướng nào nhỉ? Con tướng Sengoku à? Đúng rồi. Còn đây là Gear 4 nhá. Gear 4 sau time skip này. Sau time skip đấm 4 triệu mốt luôn. Ui xồi. Ôi. Đi
ta bây giờ multi này. Người ta bây giờ multi thì hơi muộn. Đại tỷ Robin dùng chiêu rồi. Bây giờ người ta mới multi thì hơi muộn. Đấy, khóa mõm này thì Robin rồi. Mà rất tiếc này thì Robin đã dùng chiêu rồi nên là cái chiêu này của người ta gần như là không còn tác dụng nữa. Không còn tác dụng với đối với đại tỷ Robin nữa. Hiền Nam có xử đẹp được bạn không? 3.7 triệu này. Hay à? Chết. Điều gư ấy à, hồi sinh. Ủa điều gư còn 2 lần hồi sinh anh em ơi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh quả kèo này đến với quả kèo chú xanh này. Ok anh em ơi, đây chính là kèo của ông chú xanh nhá. Gần mắc cái đăng HP thiếu đúng 1 điểm này. Không hiểu sao ông anh top 1 này không ép nốt đi. Rồi, ôi, chém một phát. Chém một phát 4 con chịu đòn nhưng mà thực chất là chỉ 3 con chịu đòn nhá. Con Luffy Gear 4 nó xe sát thương đấy. Nó xe sát thương đấy anh em ạ. $1.1 triệu này. Con xanh này để đứng ở vị trí thứ ở giữa này thì đẹp hơn. Cho con Zoro đứng đầu đẹp. Để ăn được cái nội tại búp của nó anh em ạ. Ăn được cái nội tại búp búp của xanh. Chứ để này thì chỉ có xanh thôi. Xanh với Yang Lily là được ăn thôi. Vì là búp cho người hàng đầu mà. Đây, nhưng mà cái này không quá ảnh hưởng đến người top 1 đâu anh em ạ. Ông quá khỏe rồi. Những người khỏe nói gì cũng đúng, làm gì cũng đúng anh em nha. Úi dồi ôi, xanh công ty lần thứ 2. Ulti lần thứ 3 nhá. Chiều 1 là lúc lần đầu ulti chưa được gây được 40% HP tối đa của mục tiêu nên là ulti lần thứ 2 và ulti luôn lần thứ 3. Rồi, ông chú xanh. Nhưng mà nhìn chung ông chú xanh build đồ của này thì trâu. Sát thương không được lớn đâu nhá. Nếu mà build đồ của này sát thương sẽ không lớn. Build thân thể với cả né tránh thì sát thương chắc chắn là sẽ không lớn rồi. Có né tránh trong nội tại rồi mà vẫn build né tránh, chơi chắc cũ thế nhỉ. Chơi chắc cốp thật anh em ạ. Ông chú xanh mà build này khả năng bất tử biết. Tôi nghi quả kèo bất tử lắm anh em ạ. Có thêm một lần hồi sinh nữa. Nhà tránh liên tục này. Nhà tránh đến từ đá, nhà tránh đến từ nội tại. 5.7 triệu. Ôi mặc dù đấm 5.7 triệu vẫn không gọi là hề hấn gì đến team của anh top 1. Đấm tiếp 2.9 triệu này. Xanh không mất máu ạ. Có chăng mất máu là Uta. 2 bố con Uta. Xanh và Uta tái hiện lại One Piece Movie Red. Gear 4 vẫn khá trâu nhá.
rồi chém được một củ ấy nhỉ, cũng khét đấy nhỉ. Triệu hai này. Ui, hồi 6 triệu máu cơ. Khiếp thế, chiều 1 hồi 6 triệu máu ạ. Dã man. Luffy ở Gear 4 với cả Uta gần như là bất lực trước bộ đôi từng là thành viên của bang vua hải tặc Roger. Uta khóa mõm Luffy rồi. Uta khóa mõm Uta luôn. Chặn hồi máu Uta rồi. Giang Vali chặn hồi máu Uta. Bao nhiêu? 2.3 triệu. Liên kích hay là gì đây? Liên kích hay là nội tại đây? Rồi ôi. Thế tầm này, thế xanh build đồ kiểu này để chắc chắn ulti 3 lần rồi. Ui 10.4 triệu. À được đấy nhỉ, xanh ulti chơi kiểu kèo này được đấy. Khả năng hay đấy các bạn. Chơi kiểu bán tanh đam này. Để sao để tận dụng tối đa cái nội tại của mình. Nếu mà chơi build full đam khỏe quá đấy. Ừ hay nha, hay nha. Nếu mà chơi theo kiểu kèo build full đam khỏe quá thì nó gần như là sẽ không tận dụng được cái nội tại của mình. Nội tại là khi ulti dưới 40% HP tối đa của đội mục tiêu thì chắc chắn là sẽ ulti tiếp một lần. Được nha, hay. Tôi sẽ đề xuất cái quả kèo này cho thằng em của tôi nó build anh em nha. Được đấy, ôi trời ơi, chém 15.9. Quả kèo build bán tanh đam để tận dụng tối đa là cái nội tại của mình anh em ạ. Để tận dụng được tối đa nội tại của xanh nhắc đỏ UD nha. Ulti 3 lần. Tỷ lệ cao sẽ ulti 3 lần. Được, hay. Chúng ta có những cái mà các top dạy chúng ta những điều chúng ta cần phải học hỏi và đáng để học hỏi. Để tận dụng tối đa sức mạnh của một nhân vật này. Ừ rồi. Xong nhá, kèo khét. 31 triệu từ xanh này. Đây nhá, team này là 11 ra 48 triệu lại. Khét chưa? Nẹt đấy, Nika cũng không phải dạng vừa đâu anh em ạ. Tiếp kèo nha. Đây là có kèo đang là vòng chuẩn bị đánh vòng 18 này. Bây giờ có kèo Shiki đây này. Có kèo Shiki cho anh em nhá. Đây, Shiki rất hiếm luôn. 4244. Thì Shiki này ép ra rồi. Theo cái kiểu là mắc 3 chiêu này nên nội tại mắc cuối cùng. Nội tại 1 mắc cuối cùng, chơi hỗn hợp lãnh đạo thần bí và mặt trời. 70 credit rate, 264 sát thương mạo kích. Attack hơi thấp một tí, 1.9 triệu thôi. Thế nhưng mà có thần lực bổ sung vào là ổn đấy. Liên kích nhá, liên kích bắt buộc phải có cho Shiki này. Nội tại chuyển hóa liên kích thành sát thương, được chưa? Nội quả chuyển hóa liên kích thành sát thương. Cùng nội cùng bạo này. Shiki nhá. Shiki hôm nay 8.7 triệu. Sở hữu cả gáp nữa. Anh trai Zoro không làm gì rồi. Quả đông này. Tìm chính là 7.4 triệu, là kém khoảng tầm 8.7 triệu, 1.3 triệu. Ta kém khoảng 1.3 triệu nhá, xem chống cự nào. Cũng sở hữu Shiki 4244 à. Cũng sở hữu Shiki 4244 nhá. Thậm chí ở kinh sàng nhưng kinh Shiki này hơi thấp một tí. Sát thương hơi thấp hơn so với Shiki một tí. Thì Shiki thì nên chơi bộ hiệu là hiệu quả. Thì tôi thấy là Shiki đấy thì anh em cứ ngày xưa thì còn có bộ hiệu quả thôi. Bây giờ cứ cân đối được các dòng này là thì lại bảo kích trên 5 năm mà sát thương bảo kích trên 250. Còn anh em dồn hết attack là khỏe nhất, là khỏe kèo nhất. Anh em muốn chơi bộ hiệu gì cũng được. Mà thường là tôi thấy các ông kia ông ấy chơi bộ hiệu là lãnh đạo thần bị mặt trời nhá, full mặt trời. Nhưng mà cái đấy cũng không có quan trọng đâu. Theo cái công thức của tôi thì tôi thấy là hợp lý và chuẩn kèo nhất anh em ạ. Ông vào cùng vào xem trận đấu nhá. Bây giờ sẽ đi nhanh vào kèo này để vào kèo Shiki đây. A few moments later. Đây anh em ơi, chúng ta sẽ đi xem trước quả kèo Shiki của ông Thua Lực Chiến nhá. Ông Oppa bên tay phải anh em là Thua Lực Chiến này. Để xem Shiki thể hiện thế nào này. Được 1.6 triệu nhá. Thua Lực Chiến khá sâu đấy, quả kèo này Thua Lực Chiến khá sâu. Chém team này chắc kém nhau khoảng tầm 1 triệu Lực Chiến. Team của Shiki kém khoảng 1 triệu Lực Chiến nhá. 2.9 triệu từ bố này. Bên kia sở hữu Marco Gap. Thầy ông nội nhá. Để xem thầy ông nội ulti Galaxy Impact quả này được bao nhiêu đam. Xem Galaxy Impact quả này được bao nhiêu đam anh em này.
kinh sàng này. Kinh sàng chưa ăn một tí giảm công rồi nhá, 4.7 triệu. Ừ, hơn được chiến này cũng khá đau đấy, chưa có điểm kỹ năng SP nào luôn, cũng ulti 3 lần luôn. Đây, không có liên kích, không liên kích thì khá là sát thương hơi lỏ đi, không có liên kích thì sát thương sẽ hơi lỏ một tí anh em ạ. Mika 4.2 triệu này. Kèo bố Yamato và Shiki. Bố Yamato và Shiki nhá. Khá kinh đấy. Còn đây cũng là kinh lọ. Kinh chưa có SP tôi đánh, tôi xếp vào hàng kinh lọ anh em nhá. Kinh lọ này á, kinh lọ 2 triệu mốt à. Hai triệu mốt. Thế là cái nội tại của nó có thế, có ghi là chiêu một, lần đầu tiên xuất chiêu mà không liên kích ấy, thì chiêu sau chắc chắn sẽ liên kích. Hóa ra là như vậy. Hóa ra là như vậy anh em ạ. A few moments later. Ok. Đây là một kèo ông anh Shiki gần mắc cái năng HP 4244 này. Hơn 1.3 triệu là chiến để xem Shiki này chất lượng này thì hình như là 3.3 triệu này. Không đạm không to lắm. Còn sẽ đánh dài Zoro nữa luôn này. Sợ quá. Tìm phép nẹt hai con truyền kỳ luôn. Hai con truyền kỳ. Mà hai con truyền kỳ là bình thường. Ừ, ta là truyền kỳ búp. Tìm khá khỏe anh em ạ. Tìm khá khỏe đấy. Bỏ Shiki thay bằng bố hoặc là con xanh thì khỏe lắm. Rồi, Giang Lây vừa vào đã cắt tiết lại thì Robin rồi, hiếp quá. Vừa vào đã không giữ khách tí gì rồi. Shiki liên kích à? Không có liên kích hả? Thì chỉ được 3 triệu 2 nhá, hơn 1 triệu 3 được chiến mà. Cũng chỉ được có 3 triệu 2 thôi này. Mà tầm này meta mới rồi, không trách Shiki rồi anh em ạ. Shiki là thế hệ thuộc meta cũ, 15 triệu 6 ạ. Ui xồi, ôi. Meta mới, ôi, bây giờ nó đang ở Ad. Meta đang ở Ad Onigashima rồi. Tất cả những con tướng ở Onigashima đều khỏe hết. Duy chỉ có một con tướng Joaquin là nhân vật bị người ta ghét nhiều quá dẫn đến không chơi, nhưng thực ra con này cũng khỏe đấy. Nhưng bị ghét nhiều quá. Ôi trời, Shiki cũng chỉ được 3.2 triệu hai lần này. Gặp Gear 4 đấm xem nào. Gear 4 6.9 triệu này. Hai cụ tư này. Một cụ rồi. Anh Zai Jinbe có được 3 lần không? Anh Zai Jinbe có lên ulti được 3 lần không? 2 triệu này. Đây rồi, đúng nội tại của anh. Hình như là 60% tỷ lệ ulti lần thứ 3 này. Khét đấy. Lượng sát thương khá lớn đấy. Sau này anh em có thể hoàn toàn build team Mugiwara nhá. Chúng ta hoàn toàn có thể chơi team Mugiwara. Cực kỳ khủng luôn. Team Mugiwara ở đảo Onigashima. Cho những anh em nào là fan chân chính của bộ truyện One Piece. Chơi đúng là team của nhân vật chính luôn đi. Đi meta cực dài luôn. Đã là team của nhân vật chính là được nhà phát hành búp cho anh em chơi không ao meta luôn. Shiki làm gì không? Shiki làm gì không? 6.7 triệu là đấy. Khi có liên kích hoàn hảo, sát chiêu hoàn hảo thì sẽ kích hoạt cái nội tại của mình là cực đau. Đòn đánh sau liên kích sẽ là đau hơn đòn đánh đầu. Đấy chính là cái nội tại đặc trưng của Shiki Sang. Ui rồi, ôi chết luôn con Gear 4 hay con đấy rồi. À chết luôn con Yangeli à. Chết luôn con Gear 4, con Jinbe rồi các bạn. Bên kia còn mỗi Yangeli rồi. Kiệt quá.
Đây, xem cái kết của hậu. 6 triệu chết luôn ạ. À. Ui giời, lú luôn. Không không đến trận đấy, 32 triệu 8 6 round đấy cũng bình thường. Sát thương nhìn chung là cũng bình thường thôi anh em ạ. Shiki Sang này. Bên này có Shiki Sang 10 triệu này. Ok. Hôm nay tổng hợp cho em một số kèo đấu hay ở bên cùng Hàn Xiển như thế nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Chúc anh em ngày ngày với vui vẻ bên gia đình và người thân. Nếu anh em cảm thấy video hay, nhớ cho tôi xin một like đăng ký kênh nhá. Cảm ơn. Bye bye anh em.